Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân. Tập 294. Chương 2931, lợi dụng lỗi hệ thống. A. Thuần Dương trưởng giáo mang thù hận đối với nhiệt đồ chuyển rời đến trên thân Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đương nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn và hắn vốn có khúc mắc rất sâu. Làm một tên điên cố chấp, chỉ cần không chết, hắn sẽ nhìn chằm chằm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đại hộ pháp không nói tiếp, lật xem vài lần tư liệu học tịch, nghi ngờ nói, lấy thủ đoạn của quan phương, đã sớm xóa đi tất cả tin tức của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong trường học, cục an ninh các loại đơn vị, mặc kệ là dữ liệu điện tử hay tư liệu giấy, đều khó có khả năng tồn tại. Trong những tư liệu học tịch này ngươi cho ta, không có Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mà nếu cầm hình của hắn thăm dò, tự sẽ lâm vào tuần hoàn. Vô giải. Ngu xuẩn. Thuần Dương trưởng giáo lạnh lùng nói, lấy trí tuệ của ngươi là thế nào tấn thăng thần Nhật Du? Chẳng lẽ ta không biết thủ đoạn cùng năng lực của quan phương? Nhưng, Nguyên Thủy Thiên Tôn là người bản địa Tùng Hải, trung học khu Khang Dương chỉ tiếp thu học sinh khu mình. Cũng chính là nói, đám bạn chơi từ nhỏ đến lớn của Nguyên Thủy Thiên Tôn đều sẽ tiến vào trung học này. Nguyên Thủy Thiên Tôn tháng 4 năm ngoái trở thành linh cảnh hành giả, khống chế năng lực siêu phàm, hắn lúc đó sẽ không ngờ mình có thể ở ngắn ngủi một năm sau trở thành nhân vật vô song thế gian. Như vậy, hắn thu hoạch được năng lực siêu phàm, nhất định sẽ ở trước mặt bạn chơi thân triển lộ đặc thù, hoặc trợ giúp hoặc khoe khoang, đều có khả năng. Ta không có cách nào trực tiếp tìm hiểu thân phận Nguyên Thủy Thiên Tôn, lập tức tiến vào vòng lặp, nhưng ta có thể hỏi thăm các học sinh trung học tốt nghiệp ở Khang Dương. Một năm gần đây, có bạn học, bạn bè quen thuộc nào, phong cách thay đổi hẳn, như có một cuộc đời khác. Người đột nhiên trở nên khác biệt đó, xác suất lớn chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chỉ cần tìm hiểu ra có người như vậy, ta thậm chí không cần đi hỏi tên, chỉ cần một địa chỉ gia đình là đủ rồi. Con mắt dưới áo choàng đại hộ pháp phát sáng lên. Thuần Dương trưởng giáo nhìn chăm chú đại hộ pháp dưới áo choàng, ta muốn mượn dùng mạng lưới ám dạ mân côi của ngươi. Thông qua cục an ninh tra một phen trong những người này, có người đột nhiên phất nhanh, đột nhiên thu hoạch được tài nguyên to lớn hay không? Nếu có, vậy khẳng định nhận ân huệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sở dĩ không tra ở Đại học Tùng Hải là bởi vì sinh viên Đại học Tùng Hải xác suất lớn đã bị tẩy não, nhưng những học sinh trung học kia sau khi lớn lên phân tán ở trời Nam đất Bắc. Quan phương không có khả năng mang tất cả mọi người Nguyên Thủy Thiên Tôn quen biết trong cuộc đời đều tẩy não. Đại hộ pháp im lặng mấy giây, lắc đầu nói, tựa như dùng lỗi hệ thống của lực lượng thần bí kia. Là biện pháp tốt, nhưng ngươi không nên tìm ta, ta sẽ không vi phạm mệnh lệnh của thủ lĩnh. Ngươi không phải thành viên ám dạ mân côi, thủ lĩnh không cách nào. Cưỡng cầu ngươi, muốn tra thì tự mình đi điều tra đi, đừng kéo ta xuống nước. Thuần Dương trưởng giáo nghe vậy, điên cuồng cùng sát ý trong mắt tăng vọt, nhưng hắn bằng vào khống chế của huyễn thuật sư đối với cảm xúc, ép buộc mình nhẫn nại, cười nhạo nói, không đủ cùng mưu. Hắn hóa thân một ánh sao, rời chỗ ẩn thân của đại hộ pháp. Đại hộ pháp ngồi ngay ngắn ở phía sau bàn sách, hồi lâu không nhúc nhích, ánh mắt dưới áo choàng u ám thâm thúy. Ánh sao liên tiếp lấp lóe, Thuần Dương trưởng giáo hướng về sân bay hướng tây bắc thành thị chạy đi. Sau khi đạt được tư liệu học tịch, hắn ngay lập tức đáp máy bay đến tìm đại hộ pháp, lúc đến tây bắc, đã là đêm khuya. 3 giờ sáng, Thuần Dương trưởng giáo ngồi máy bay, trở về Tùng Hải. Hắn vừa trở lại phòng mình thuê ở Tùng Hải, điện thoại tinh một tiếng, tin nhắn nhắc nhở. Thuần Dương trưởng giáo lấy điện thoại di động ra xem tin, liên hệ số này. Hắn sẽ giúp ngươi giải quyết tài nguyên phương diện quan phương, xóa ngay sau khi đọc. Thuần Dương trưởng giáo ghi nhớ số di động, xóa bỏ tin nhắn, phát ra một tiếng ha, không phải không cách nào vi phạm mệnh lệnh của thủ lĩnh sao. Mỗi lần nhắc tới Nguyên Thủy Thiên Tôn, tâm tình của ngươi vĩnh viễn là kiêng kỵ cùng sầu lo, hận không thể trừ cho thống khoái. Trực giác nói cho hắn biết, đại hộ pháp ám dạ mân côi cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tồn tại dính dáng, thư dính dáng không ai biết được. Chỉ sợ ngay cả thủ lĩnh ám dạ mân côi cũng không nhất định biết, không phải vậy, đại hộ pháp sẽ không âm thầm chống đối. Đương nhiên, Thuần Dương trưởng giáo sẽ không bại lộ việc này, trên thái độ về việc Nguyên Thủy Thiên Tôn, bọn họ là nhất trí. Mục tiêu nhất trí, chính là bạn. Ngày kế tiếp, buổi sáng. Từ phòng của quan nhã đi ra, Trương Nguyên Thanh ngồi ở vị trí chủ nhà phòng ăn,
hưởng dụng bữa sáng kiểu Trung cùng kiểu Âu kết hợp, bên người là Tạ Linh Hy cùng nữ vương. Chương 2932, lấy lui làm tiến, 1. Ăn đối với chúa tể tới nói, càng nhiều hơn chính là thỏa mãn ham muốn ăn uống, dinh dưỡng ẩn chứa trong đồ ăn, hoàn toàn không đủ để thỏa mãn nhu cầu của chúa tể. Nguyên Thủy ca ca, anh có tâm sự. Tạ Linh Hy cắt cho ca ca một miếng xúc xích nướng. Trương Nguyên Thanh ừ một tiếng, anh đang nghĩ làm sao khiến một người phụ nữ tính cách cương liệt, làm ra quyết định trái với tổ tông. Tạ Linh Hy nghe vậy, cảnh giác lại cẩn thận hỏi, anh là muốn khiến người phụ nữ tính cách cương liệt kia lên giường với anh. Nữ vương ở bên cạnh bổ sung, hay là sinh con, lời lẽ hổ lang cái gì vậy? Trương Nguyên Thanh nhai xúc xích nướng, không phải sinh con, là tôi muốn cầu cô ấy làm việc. Tạ Linh Hy yên lặng bỏ ý nghĩ đi mật báo cho Quan Nhã tỷ tỷ, nghiêng đầu suy nghĩ mấy giây, phải xem anh cùng người phụ nữ tính cách cương liệt kia là quan hệ thế nào. Trương Nguyên Thanh, anh là cô ấy lão đắc tử. Mặt mũi nữ vương cùng Tạ Linh Hy tràn đầy dấu chấm hỏi. Già mới có con, vậy thì nũng nịu giả ngây thơ cầu xin thôi, phụ nữ đối với nam nhân, con trai mình yêu thích, đều là không có nguyên tắc. Tạ Linh Hy nói, ai, lão mõ đối với mình nũng nịu giả ngây thơ cũng sắp miễn dịch rồi. Trương Nguyên Thanh thở dài. Hắn suy nghĩ, phát hiện trừ đánh bài tình cảm cùng bài đại nghĩa, không có biện pháp nào khác nữa. Ấn tượng của nương nương với mình quá trơn trượt, đánh bài tình cảm không có ý nghĩa lớn, thích hợp đánh bài đại nghĩa. Bài tình cảm mà nói, liền để Ngân Giao tới đi. Trương Nguyên Thanh đặt đũa xuống, búng tay tác, hóa thành ánh sao sáng chói mộng ảo rời đi. Hắn sau đó xuất hiện ở phòng ngủ lầu 2, lấy ra mũ đỏ nhỏ, rũ ra Ngân Giao quận chúa. Ngân Giao à! Trương Nguyên Thanh ôm vai thơm lạnh buốt của quận chúa, lời sâu ý nặng nói thật, tôi đệ tử đích truyền Tam Đạo Sơn này, đối đãi cô như thế nào? Nghe được lời này, trên gương mặt xinh đẹp, nhưng không làm ra được biểu cảm của Ngân Giao, con ngươi màu đỏ tươi yêu dị lóe lên một cái. Cô vỗ vỗ Loa Miêu Vương bên hông, Loa Miêu Vương xẹt xẹt liên thanh, truyền đến tiếng cười to ngông nghênh, a ha ha, mọi người đều quang minh chính đại, không nói chuyện mờ ám. Cô đã như thế thẳng thắn, vậy tôi cũng không vòng vo nữa. Ngân Giao, tôi muốn cướp đoạt linh uẩn người khác thăng cấp, cần sư tôn hỗ trợ cải tiến đan phương, cô giúp tôi đi cầu bà ấy. Trương Nguyên Thanh đi thẳng vào vấn đề. Ngân Giao quận chúa vù nhảy ra, giơ lên loa nhỏ, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cậu đối với tôi bạc tình bạc nghĩa, cay nghiệt lãnh khốc, không bằng heo chó. Ngân Giao tôi ở đây cắt áo bào đoạn nghĩa với cậu, về sau cậu đi cầu độc mộc của cậu. Tôi đi dương quang đạo của tôi. Trương Nguyên Thanh sớm có đoán trước, thở dài một tiếng, đã như vậy, khối âm ngọc kết tinh này, tôi liền giữ lại tự mình tiêu hóa đi. Nói, lòng bàn tay xuất hiện một khối tinh thạch đen kịt trơn như bôi dầu, âm khí tản ra khiến nhiệt độ trong phòng hạ xuống, hơi ẩm trong không khí ngưng tụ thành xương trắng ở trên bàn. Ngân Giao quận chúa nhìn chằm chằm tinh thạch, khó mà rời ánh mắt đi. Mấy giây sau, cô lần nữa giơ lên loa nhỏ, chính nghĩa nghiêm túc, nguyện chịu chết vì đệ tử đích truyền Tam Đạo Sơn. Trương Nguyên Thanh hài lòng gật đầu, trung bất khả ngôn nha. Mặc ra cơ quan thành, gợn sóng màu vàng phủ kín bầu trời xanh thẳm, trong tích tắc, một đạo hào quang vàng óng đột phá vách ngăn, buông xuống ở chân núi. Tam Đạo Sơn nương nương đạo bào bồng bềnh, đạm mạc lạnh nhạt như tiên giáng lâm, đôi mắt sáng như nước mùa thu đảo qua hai đệ tử, giọng lạnh nhạt êm tai, nói, chuyện gì triệu hoán vi sư? Trương Nguyên Thanh lộ vẻ mặt u sầu, thở dài nói, sư tôn ở trong linh cảnh có tìm được cơ hội nhân tiên hay không? Tam Đạo Sơn nương nương khẽ lắc đầu, liệt dương chi lực ngay trong phó bản nào đó, chỉ là chưa mở ra. Vi sư đang liền, lạc thủ hạ cũ, chỉ đợi phó bản mở ra, tranh đoạt thái dương. Trương Nguyên Thanh sửng sốt một phen, sư tôn còn có bộ hạ cũ. Không đợi Tam Đạo Sơn nương nương đáp lại, Ngân Giao quận chúa vênh cái cằm trắng trẻo, nịnh bợ một câu, sư tôn chính là đế cơ, đồng thời kiêm nhiệm vị trí thuần dương trưởng giáo, tự nhiên có bộ hạ cũ. Không cần nhắc bốn chữ thuần dương trưởng giáo, rúi quẩy. Trương Nguyên Thanh hứ một tiếng, lúc này mới nhớ tới Tam Đạo Sơn nương nương là công chúa đời Tống, sinh hoạt ở thời kỳ cường thịnh của nhà Tống. Trương Nguyên Thanh thở dài nói, sư tôn, trong khoảng thời gian này, ma đạo càng thêm hung hăng ngang ngược. Chiến tranh chính tà xảy ra hàng ngày, hưng hực khí thế, bình dân chịu thảm tác động đến, 10 nhà bỏ trống tới 9.
đứa trẻ mồ côi bị vứt bỏ khắp nơi, ven đường chất đầy di hài người chết trong chiến tranh. Trong khoảng thời gian gần đây, con liều mạng rèn luyện bản thân, đề cao cảnh giới, ý đồ nâng đỡ chính đạo, chèn ép kẻ ác. Bất đắc dĩ đệ tử tu vi yếu kém, lòng có dư mà sức không đủ. Các bạn đang nghe truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2933, lấy lui làm tiến, 2. Tam đạo sơn nương nương nghe mà liên tục nhíu mày. Trương Nguyên Thanh yên lặng cho Ngân Giao một ánh mắt. Ngân Giao quận chúa ngầm hiểu, giơ cao loa nhỏ, xin mời sư tôn vào cuộc vì thiên hạ thương sinh. Trương Nguyên Thanh thuận thế nói, bên ngoài bán thần chế ước lẫn nhau, hiếm khi ra tay, sư tôn ngài chính là chúa tể đỉnh phong, lại là thần Nhật Du đương thời hiếm thấy, nhân vật như ngài, gần như không tồn tại. Ngài nếu rời núi, triều đình cả thế giới đều sẽ vui mừng khôn xiết. Tam đạo sơn nương nương liếc nhìn hai người, thản nhiên nói, có chuyện nói thẳng. Trương Nguyên Thanh cúi đầu vái ngay, đệ tử gần đây ngẫu nhiên đạt được một môn tà thuật, muốn vì thiên hạ thương sinh bí quá hóa liều, xin sư tôn thành toàn. Nói xong, đưa lên tam tài đan phương trước đó ghi chép lại. Tam đạo sơn nương nương tiếp nhận xem xét, giận tím mặt, trong mắt chứa đựng sự giận dữ, lông mày dựng thẳng, đồ khốn kiếp, ngươi dám tu thuật bàng môn tà đạo này, bản tọa liền thanh lý môn hộ. Miếu tam đạo sơn nương nương của nàng chính là bị hủy bởi tà thuật tương tự. Ngân Giao quận chúa cúi đầu vái ngay, sư tôn, pháp không phân chính tà, lòng người mới có thiện ác. Sư đệ cũng không phải là muốn ỷ lại phép này tu hành, mà là tình thế bức bách, bất đắc dĩ. Ngân Giao con lấy tính mệnh đảm bảo, hắn sẽ tuyệt đối không lạm dụng pháp này. Còn chưa dứt lời, lão mõ vẫn lạnh lùng nói, mạng của ngươi không đủ làm bảo đảm. Ngụ ý, mạng của ngươi không đáng tiền. Ngân Giao quận chúa lập tức yên lặng, trong lòng tự nhủ gừng càng già càng cay, cô chuẩn bị 10 bộ lời thoại, một bộ còn chưa nói xong, đã bị sư tôn cắt đứt. Sư tôn, Trương Nguyên Thanh thở dài, đệ tử chỉ là muốn, vì thiên hạ bách tính tận một phần lực lượng, ngài muốn trùng kích cảnh giới nhân tiên, con không có khả năng ép buộc ngài xuất quan, Ngân Giao sư tỷ tham sống sợ chết, không trông cậy được. Chúng ta mạch này, chỉ có đệ tử mới có thể tận sức mọn vì chính đạo. Đệ tử lợi dụng tà thuật tăng lên cảnh giới, cũng không phải ỷ lại bàng môn tà đạo, quả thật đại thế bức bách, tạm thời mới làm thế, tuyệt đối sẽ không rơi vào ma đạo. Gương mặt thanh lệ thoát tục của tam đạo sơn nương nương như che phủ xương lạnh, lạnh lùng nói, sư tôn kia của ta, năm đó cũng cho rằng như vậy. Mỗi một kẻ sa ngã, đều có một sự tự tin không thể nói lý, luôn cảm giác mình là đặc thù, luôn cảm giác mình có thể chống cự dụ hoặc cùng ăn mòn, cuối cùng đều không ngoại lệ, đều trầm luân. Vi sư tin tưởng ngươi tâm nguyện ban đầu là vì nước vì dân, nhưng không có khả năng trơ mắt nhìn ngươi rơi vào vực sâu, nhất là cánh cửa này còn là ta tự tay mở cho ngươi. Trước có sư tôn rơi vào ma đạo, sau có đồ tử đồ tôn tu hành tà thuật, tam đạo sơn nương nương đối với loại chuyện này là mẫn cảm nhất. Ngân Giao quận chúa vội nói, bởi vậy mới muốn sư tôn cải tiến đan phương, giảm ăn mòn đến thấp nhất. Ánh mắt tam đạo sơn nương nương lạnh lẽo, ta nói chuyện cùng hắn, có chỗ cho ngươi chen miệng. Ngân Giao quận chúa vội vàng cúi đầu. Trương Nguyên Thanh thở dài một tiếng, ý nghĩ của sư tôn, đệ tử đã hiểu. Sư tôn, Thuần Dương trưởng giáo không chịu điểm công đức trói buộc, lạm sát kẻ vô tội, hắn hận ngài tận xương. Nhưng lại không dám tiến vào linh cảnh tìm ngài phiền phức, liền liên hợp tà ma ngoại đạo khắp nơi nhằm vào đệ tử cũng là bị bất đắc dĩ, mới bí quá hóa liều. Ai, bây giờ ma đạo hung hăng ngang ngược, dẫn đến sinh linh đồ thán, đệ tử thân là môn đồ duy nhất tại thế của Thuần Dương giáo, thân là quan môn đệ tử của ngài, nguyện vì chính đạo xông pha khói lửa. Có lẽ, lần này từ biệt, chính là vĩnh biệt, mong sư tôn bảo trọng. Nói xong, hắn dùng sức dập đầu hai cái, cũng không thu hồi đan phương, đè lại bả vai Ngân Giao quận chúa, rời linh cảnh. Biệt thự Vịnh Phó gia, Trương Nguyên Thanh lo lắng nói, làm như vậy không có vấn đề. Lời thoại, vẻ mặt vừa rồi của hắn đều là kịch bản thương lượng trước với Ngân Giao quận chúa. Người làm ra kịch bản chính là Ngân Giao. Ngân Giao quận chúa ngồi ở bên giường, gác hai chân, bờ mông tròn trịa ép lên quần jean màu sáng, cô giơ loa nhỏ. Tràn đầy tự tin, sư tôn rất thưởng thức cậu, nữ nhân đối với nam nhân, con cái cùng đệ tử ưa thích là không có nguyên tắc.
Lời này thật quen tai, tựa như từng nghe chỗ nào. Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Quan trọng nhất chính là bà ấy từ trong linh cảnh tỉnh lại, không quen ai cả, cô độc tịch mịch, trừ chúng ta không còn người thân nữa. Ngân Giao quận chúa kiêu ngạo vênh mặt, hai đệ tử xót lại, muốn liều mình vì thiên hạ chính đạo. Đừng nhìn bà ấy mặt ngoài thờ ơ, trong lòng khẳng định sướng đến phát rồ rồi, càng sẽ không nỡ để chúng ta chịu chết, cho nên bà ấy nhất định sẽ xem đan phương kia, sau đó tiến hành cải tiến. Nếu là phát hiện có thể tránh đi đại bộ phận ăn mòn, ô nhiễm, liền sẽ thỏa hiệp. Yên tâm đi, tôi theo sư tôn nhiều năm như vậy, đối với tính cách bà ấy là quen thuộc nhất. Sư tôn ăn mềm không ăn cứng, lấy lui làm tiến, lấy tình tác động là thượng sách. Chương 2934, lấy lui làm tiến, a. Trương Nguyên Thành lại nói, nhưng chúng ta ỷ vào linh cảnh ngăn cách quan tinh, lừa bà ấy nói ngoại giới đã sinh linh đồ thán, một khi bị phát hiện, sư tôn xé chúng ta. Sư tôn trăm công nghìn việc, không có thời gian cùng tinh lực cố ý đi phó bản tìm linh cảnh hành giả hỏi thăm, yên tâm chờ đi, ban đêm về phó bản một chuyển, đan phương cải tiến nhất định chuẩn bị xong. Ngân Giao quận chúa đứng ở đỉnh sóng ngọn gió, nắm chặt nhật nguyệt xoay tròn, hết thảy đều trong khống chế. Trương Nguyên Thanh yên tâm gật đầu, Loa Miêu Vương, ghi chép lại không? Loa Miêu Vương xẹt xẹt hai tiếng, lấy khúc nhạc sục sôi vui sướng đáp lại, hôm nay ngày lành tháng tốt, chuyện mong muốn đều có thể thành công. Hôm nay ngày lành tháng tốt, mở cửa chính hoa đón gió xuân. Trong lòng Ngân Giao quận chúa trầm xuống. Buổi chiều, quán cà phê đối diện cục an ninh khu Khang Dương. Lý Đông Trạch một tay bưng chén cà phê, một tay vuốt ve đầu gậy trống, đều điều tra rồi, nhân viên nhập hồ sơ, nhân viên quản lý hồ sơ, nhân viên tiếp tân cục an ninh đều không biết phần hồ sơ mất tích kia là bị xóa lúc nào, bọn họ thậm chí không có ấn tượng. Cái này sao có thể? Trần Nguyên Quân nhíu mày, nếp nhăn giữa lông mày vốn rõ ràng lại càng khắc sâu. Quả thực không có. Lý Đông Trạch lắc đầu nói, tôi hẳn là sẽ không phạm sai lầm, dù sao gián điệp trong cục an ninh còn chưa đến mức tiếp nhận thái âm phù hộ. Thái âm phù hộ? Trần Nguyên Quân nghi ngờ nói. Lý Đông Trạch khoát khoát tay, cái này không quan trọng, tóm lại, trong nhân viên bản giấy cục an ninh các người, không ai biết phần hồ sơ này. Ở đây tồn tại hai loại khả năng, một, người ghi chép hồ sơ không phải nhân viên bản giấy, mà là tổ hành động. Hai, người ghi chép hồ sơ đã nghỉ làm hoặc hy sinh. Trần Nguyên Quân không tán đồng ý kiến của hắn. Đầu tiên, tổ hành động không tiếp nhận báo động, càng không phụ trách ghi vào hồ sơ. Hồ sơ nếu từng bị xóa bỏ, nói rõ nhân viên công tác lúc đó nhập hồ sơ, cũng không cảm thấy phần hồ sơ này có vấn đề. Là sau đó người nào đó của Cục An ninh phát hiện phần hồ sơ này, sau đó xóa bỏ. Cho nên, nhân viên ghi chép là tồn tại. Tiếp theo, trong sự cố lần này, Cục An ninh hy sinh đều là chị an viên mang súng, nhân viên bản giấy sớm đã chạy trốn, không có thương vong. Cuối cùng, từ năm trước tới năm nay, Cục An ninh không ai nghỉ làm. Lý Đông Trạch nhún nhún vai, vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Phần danh sách mất trích này, không phải năm nay, trước đó nữa. Trần Nguyên Quân gõ bàn một cái, nói, điều này càng không có khả năng, Lôi Nhất Binh là tháng 4 năm nay mất tích, chúng ta đều là tận mắt chứng kiến án mất trích lần này. Cậu nói vậy, tôi đột nhiên cảm thấy rất kỳ quặc. Lý Đông Trạch lộ ra vẻ suy tư, tôi tựa như quên đi một số việc. Hắn nghĩ hồi lâu, không nghĩ ra về sau, liền nói, Lôi Nhất Binh mất tích quả thật có vấn đề, xác suất lớn dính đến chúng tôi quần thể này, về sau tôi sẽ hỗ trợ theo vào. Trần Nguyên Quân truy hỏi, lúc nào theo vào, làm sao theo vào? Lý Đông Trạch bất đắc dĩ nói, ôi lạy chúa, ý tứ theo vào tôi nói, chính là hoãn lại trước một chút. Gần đây tà giáo nhiều tựa như măng sau mưa xuân, từng đám ngoi lên, làm sao có thời gian tra hắn. Trần Nguyên Quân uống một ngụm cà phê, thản nhiên nói, vụ án tà giáo không phải mỗi ngày đều có, không ảnh hưởng chúng ta tra Lôi Nhất Bình. Lại nói, mỗi ngày tăng ca một giờ, nói không chừng mấy ngày liền có thể điều tra xong. Lại chúa, cậu là ma quỷ phái đến nhân gian à, tăng ca nói thản nhiên nhẹ nhàng như vậy. Lý Đông Trạch thở dài nói, muốn tìm cửa đột phá rất đơn giản, có người báo án, mới có hồ sơ, như vậy Lôi Nhất Binh mất tích, ai sẽ đi cục an ninh báo án? Trần Nguyên Quân lắc đầu nói, tôi từng hỏi người nhà của hắn, bọn họ đều không báo án. Bọn họ không nhớ, không đại biểu không có. Lý Đông Trạch nhún nhún vai,
ở trong quần thể này của chúng tôi là có biện pháp khiến người ta quên một sự kiện. Nói đến đây, vẻ mặt hắn đột nhiên cứng đờ. Buổi chiều tương tự, Thuần Dương trưởng giáo ở nhã gian một trà lâu gặp được chủ nhân của số điện thoại di động. Đây là một người trung niên khuôn mặt gầy, sắc mặt lạnh lùng, đường pháp lệnh khắc sâu, hai bên khóe miệng có chút rủ xuống, cho người ta một loại cảm giác nghiêm khắc không dễ liên hệ. Người đàn ông trung niên giày tây trong tay cầm cặp công văn, nhìn một phe nhân viên phục vụ nữ mặc sườn xám, nở nang chất lượng tốt, cô ấy cái gì cũng không nghe được. Thuần Dương trưởng giáo bảo nhân viên phục vụ nữ rót trà, ánh mắt tùy ý đánh giá người trung niên, trầm mặc nói, cậu là kiếm khách quan phương. Tôi nghe nói, Tùng Hải năm ngoái vừa mới tiến hành một lần tổng kiểm tra sức khỏe, xuất động đạo cụ loại quy tắc hổ phù, cậu là thế nào giấu được hổ phù? Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2935, trở về, 1. Nam nhân trung niên lạnh lùng nói, tôi là ở sau khi điểm đạo đức biến mất điều đến Tùng Hải, người phụ trách khu Khang Dương trước đó đề bạt làm chấp sự cao cấp. Phụ trách hai đại khu cửa trước Khang Dương, tôi trước mắt làm việc dưới trướng hắn, vừa vặn phụ trách khu Khang Dương. Thuần Dương trưởng giáo khẽ gật đầu, vật tôi muốn mang đến chưa? Nam nhân trung niên vào ngồi, mở ra cặp công văn, rút ra một chồng tư liệu thật dày, tài liệu nhân vật anh muốn, tôi đều thu thập đủ rồi. Đại hộ pháp bảo tôi toàn lực giúp anh, tôi từ trong những người này, chọn 30 người tình huống cuộc đời không quá bình thường. Thuần Dương trưởng giáo tiếp nhận tư liệu, nhanh chóng đảo qua, rút ra một tờ trong đó, trầm ngâm nói, tháng 4 năm ngoái, biên mất ở ký túc xá Đại học Hàng Châu, đến nay không rõ tung tích. Nam nhân trung niên nhìn tư liệu một lần, nói, mặc dù là người mất tích, nhưng quan phương cơ bản xác định, người này là linh cảnh hành giả, mất tích là vào phó bản, trước sau không xuất hiện nữa, rất có thể chết trong phó bản. Đây cũng là linh cảnh hành giả duy nhất có thể xác định trong tư liệu. Hắn và Nguyên Thủy Thiên Tôn đều tốt nghiệp ở Trung học Khang Dương, nhưng không phải cùng một thế hệ. Không phải cùng một thế hệ với Nguyên Thủy Thiên Tôn, thời gian mất tích cùng thời gian Nguyên Thủy Thiên Tôn trở thành linh cảnh hành giả lại không chênh lệch nhiều. Về mặt thời gian mà nói, xác suất người này và Nguyên Thủy Thiên Tôn có quan hệ không lớn. Chẳng qua, Thuần Dương trưởng giáo vẫn thu lại tờ tư liệu này, ép đến phần đáy. Ban đêm, Trương Nguyên Thanh một mình tiến vào phó bản bang phái tòa thành cơ quan Mạc Tông. Quả nhiên nhìn thấy tờ giấy ghi chép đan phương kia vẫn còn, cũng ở trong đêm tối tản mát ra hào quang vàng óng nhàn nhạt. Trương Nguyên Thanh mừng rỡ tiến lên, cầm đan phương lên, chỉ thấy mặt sau ban đầu trống trơn. Dùng nhật chi thần lực mỏng manh vẽ ra hai đạo linh triện trận văn, cùng một hàng chữ, trận pháp thứ nhất ở lúc luyện đan sử dụng, khắc vào vách lò. Trận pháp thứ hai ở sau khi đan thành, khắc vào thân lò. Nương nương quả nhiên là yêu mình. Trương Nguyên Thanh sung sướng, tập trung tinh thần nhìn kỹ, nhớ kỹ trận pháp trong lòng, nhẹ nhàng vung tay. Tờ giấy mang nhật chi thần lực hóa thành ngọn lửa màu vàng, cho tàn theo gió mà đi. Trở về hiện thực, Trương Nguyên Thanh ngồi bên cạnh bàn suy nghĩ, bây giờ đan phương đã tới tay, chỉ thiếu dược liệu có thể làm hắn nhanh chóng đề cao điểm kinh nghiệm, nhất định phải là thần nhật du. Hiện nay số lượng thần nhật du có thể đếm được trên đầu ngón tay, hoặc là ở Thái Nhất Môn, hoặc là ở Ám Dạ Mân Côi. Người trước không có khả năng săn giết, người sau khó mà săn giết, thậm chí có khả năng bị linh thác tương kế tự kế. Từ trong phó bản tìm dược liệu ngược lại là biện pháp không tệ, sinh linh trong phó bản không khác gì hiện thực. Nhưng từ trước mắt hắn biết, thần nhật du chỉ xuất hiện ở phó bản nghề nghiệp, cùng trong phó bản bang phái quần thể thần nhật du thành lập. Như phó bản bang phái Bạch Hổ binh chúng, nhiều nhất liên quan đến Thái Âm, Tinh Quan. Hoặc là linh cảnh một người của mình nhanh chóng đến, hoặc là vào phó bản Thái Nhất Môn, không có lựa chọn thứ hai. Ai, thử trước đan phương một phen rồi nói. Trương Nguyên Thanh cầm điện thoại di động lên, gọi điện cho Phó Thanh Dương. Lão đại, tôi lấy được đan phương rồi, cần một tinh quan làm thí nghiệm. Giúp tôi chọn lựa một phen trong Bạch Hổ binh chúng, phó bản có tinh quan tồn tại, đẳng cấp độ khó càng thấp càng tốt. Tam tài đan phương cần phách, hồn, khí hợp nhất, phải là người sống mới được, âm vật không cách nào dùng để luyện đan. Phó bản Bạch Hổ binh chúng rất nhiều đều là phó bản chiến tranh liền ý nghĩa cao thủ đông đảo, tất nhiên bao dung những nghề nghiệp khác. Không có khả năng một cánh quân tất cả đều là thám báo. Hoàng cân trì họa,
họa giặc khăn vàng, số hiệu linh cảnh 82. Độ khó đẳng cấp D. Loại hình, nhiều người, không phải loại tử vong. Nhiệm vụ chủ tuyến, ám sát chủ soái quân khăn vàng. Giới thiệu linh cảnh số 82, cuối thời Đông Hán, tổ chức dân biến hình thức tôn giáo quy mô lớn nhất trong lịch sử Hoa Hạ, càn quét thiên hạ. Thân là thích khách nội triều bồi dưỡng, ngươi mang theo đồng bạn ngụy trang thành nạn dân, trà trộn vào trong một cánh quân khăn vàng, tìm thời cơ ám sát thống soái bất cứ lúc nào. Trương Nguyên Thanh mặc áo vải, trán quấn khăn vàng, trong tay cầm một cây trường mâu đơn sơ, đứng ở cửa quân doanh, nhìn ngó quân doanh sau lưng. Doanh trướng tọa lạc có trật tự, đội ngũ khởi nghĩa tay cầm trường mâu xuyên thẳng qua tuần tra, thỉnh thoảng có đội ngũ thám báo rục ngựa rời doanh. Bọn họ thân ở trong nhánh quân đội nào đó của quân khăn vàng, đang muốn công hãm một tòa quận thành cách 40 dặm. Từ sáng sớm bắt đầu, thám báo đã không ngừng ra vào quân doanh, truyền tình báo. Nhiều nhất 2 ngày nữa, công thành chiến sẽ bộc phát. Chương 2936, trở về, 2. Tướng lĩnh quân đội là một trong 36 phương cử soái, tên Trượng Lục, căn cứ tình báo Hạ Hầu Ngạo Thiên thăm dò được, tựa như là Xuân Thần. Lấy độ khó phó bản ước định, xác suất lớn là Xuân Thần cấp 7 sơ kỳ. Đối diện, Hạ Hầu Ngạo Thiên cũng mặc áo vải, tay cầm trường mâu, buồn bực ngán ngẩm nói, thật nhàm chán, làm sao còn chưa thay ca. Bọn họ vừa buông xuống phó bản, liền thành tiểu tốt thủ quân doanh, Trương Nguyên Thanh tính toán đợi sau khi thay ca. Ở trong quân doanh tìm hiểu vị tướng lĩnh kia thông hiểu thuật quỷ thần, sau đó bắt đi luyện đan, kiểm tra phương án của Hạ Hầu Ngạo Thiên có được hay không. Ở trước khi khóa mục tiêu tinh quan trong quân doanh, hắn không muốn nảy sinh chuyện phức tạp, nếu là rước lấy cử soái Trượng Lục chú ý, tránh không được một trận chiến đấu kịch liệt. Trương Nguyên Thanh đương nhiên không sợ đánh nhau, hắn sợ chính là không cẩn thận đánh chết cử soái Trượng Lục. Phó bản kết thúc, trực tiếp trở về. Thật không dễ gì nhịn đến buổi trưa, Trương Nguyên Thanh cùng Hạ Hầu Ngạo Thiên được hai tiểu tốt thay ca, tiến về nhà ăn. Cái gọi là nhà ăn, thật ra chính là một mảnh đất trống, mấy chục giá gỗ tam giác treo nồi sắt, đống lửa dưới đáy liếm, trong nồi bốc lên hơi nóng. Các sĩ tốt xếp thành hàng dài phía trước nồi sắt, từ trong tay đầu bếp lĩnh một bát canh thịt cùng hai cái màn thầu lương thực thô. Thức ăn không tệ, thế mà còn có canh thịt. Trương Nguyên Thanh tặc lưỡi nói. Hạ Hầu Ngạo Thiên sau lưng cười nhạo một tiếng, tôi khuyên cậu đừng uống. Trương Nguyên Thanh ngoái đầu nhìn lại, nói thế nào? Quân khăn vàng là người dân đói khổ lạnh lẽo cầm vũ khí nổi dậy, tạo thành phản quân, bọn họ vốn ăn không no, lấy đâu ra thịt? Trên mặt Hạ Hầu Ngạo Thiên lộ ra một sự phức tạp, trong loạn thế, thịt gì thường thấy nhất? Trương Nguyên Thanh yên lặng quay đầu đi, không nói thêm gì nữa. Không bao lâu, hai người được nhận màn thầu lương thực thô cùng canh thịt. Trương Nguyên Thanh bưng canh thịt ngậm màn thầu, nhìn quét đằng sau, tiến đến bên cạnh mấy binh lính tán gẫu hăng hái nhất. Hỏi, mấy vị huynh đệ, có nghe ngóng được, trong quân chúng ta, có thần nhân biết trước, thông hiểu thuật quỷ thần hay không? Hắn âm thầm dẫn đường cảm xúc các sĩ tốt, kích phát mong muốn thổ lộ của bọn họ. Ta biết, người ngươi nói không phải chính là quân sư à? Quân sư là đệ tử của Thiên Công tướng quân, đốt phù chữa bệnh, khởi tử hồi sinh, còn có thể đoán mệnh. Mấy binh sĩ đầu to nhao nhao mở miệng, tranh nhau trả lời. Trương Nguyên Thanh sau khi hỏi ra vị trí lều vải, cùng tên họ của quân sư kia, liền dẫn Hạ Hầu Ngạo Thiên rời đi. Trên đường, hắn trải qua vui vẻ nói chuyện với mấy binh sĩ, cuối cùng định vị lều vải của quân sư. Binh sĩ gác ngoài lều đối với hai người đến coi như không thấy. Trương Nguyên Thanh xốc lên màn vải dày, chỉ thấy trong trướng bổng rộng rãi, một người trung niên mặc đạo bào chế thuốc ngay sau bàn. Thấy hai người giấu được cảm giác của mình, vô thanh vô tức tiến vào lều vải, người trung niên biến sắc, vừa muốn nói chuyện, ánh mắt đột nhiên chuyển thành ngây ngốc, rơi vào ảo thuật. Trương Nguyên Thanh lấy ra mũ đỏ nhỏ, bắt đi quân sư. Một khắc đồng hồ sau, hai người xuất hiện ở trên cánh đồng bát ngát rời xa quân doanh, bắt đầu chuẩn bị luyện đan. Trương Nguyên Thanh tay cầm bút lông, ngòi bút chấm mực màu đỏ vàng, nằm bò miệng lò, hết sức chuyên chú vẽ linh triện trận pháp. Hạ Hầu Ngạo Thiên thì lấy ra chai chai lọ lọ, rót vào trong miệng quân sư. Ô ô ô, quân sư hoảng sợ lắc đầu. Ngươi ăn người, người ăn ngươi, thiện ác hữu báo, báo ứng xác đáng. Hạ Hầu Ngạo Thiên điểm một ngón tay ở mi tâm quân sư, kích hoạt dược hiệu, ngủ. Quân sư nghiêng đầu một cái, bất tỉnh.
Quá trình luyện chế tam tài đan cực kỳ rườm rà, trừ dược liệu chính, còn có 16 dược liệu phụ. Trong đó, dược liệu phụ là trợ giúp dược liệu chính tâm thần yên tĩnh, tinh khí thần đạt tới cân bằng. Dược vật gây tê cùng ảo thuật nhiều nhất. Đợi Trương Nguyên Thanh vẽ xong linh triện, Hạ Hầu Ngạo Thiên nhấc quân sư lên ném vào lò đan, triệu hồi ra tam muội chân hỏa, treo ở dưới đáy lò đan. Tiếp theo, hắn một cước dẫm, ra trận pháp, kéo dài đến dưới chân lò đan, trận pháp xoay chậm chậm, khi thì xoay ngược, khi thì xoay xuôi, tam muội chân hỏa đáy lò khi thì hừng hực, khi thì hòa hoãn. Trong quá trình, hắn mấy lần mở ra lò đan, tăng thêm dược liệu cùng chút nước sạch. Lò đan đồng xanh phun ra nuốt vào hào quang vàng óng, lúc sáng lúc tối. Sau nửa canh giờ, lỗ thoát khí trong lò đan phun ra xương máu, Hạ Hầu Ngạo Thiên thấy thế, bận bịu dập tam muội chân hỏa. Thông qua trận pháp vận chuyển lò đan tới bên trên linh triện trận Trương Nguyên Thanh khắc ở cách mười mấy mét. Trương Nguyên Thanh lập tức dùng nhật chỉ thần lực dẫn cháy linh triện, thiêu đốt lò đan đồng xanh, tịnh hóa tinh thần ý chí còn sót lại trong đan dược. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2937, trở về, A. Ngọn lửa màu vàng thiêu đốt đủ một khắc đồng hồ mới tắt, hai người đều không kịp chờ đợi chạy vội tới trước lò luyện đan, do Hạ Hầu Ngạo Thiên mở nắp lò, lập tức, một mùi tanh sộc vào mũi. Bên trong đan thất trầm tích một tầng tạp chất giống như nước bùn, một viên đan dược màu đỏ sậm, to bằng quả trứng bồ câu nửa hãm trong nước bùn. Cảm thụ được linh lực ẩn chứa trong viên đan dược, Hạ Hầu Ngạo Thiên vui vẻ nói, thành công rồi, tôi quả nhiên là thiên tài luyện dược. Trương Nguyên Thanh nhặt lên viên đan dược, thu vào bình sứ, nói, thuốc thành rồi, chúng ta mau hoàn thành phó bản. Hắn thậm chí không đợi Hạ Hầu Ngạo Thiên đáp lại, hóa thành ánh sao tiêu tán. Hạ Hầu Ngạo Thiên đứng tại chỗ, yên lặng chờ 3 phút, liền nghe bên tai truyền đến tiếng linh cảnh nhắc nhở, đinh. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ linh cảnh nhiều người hoàng cân chi họa, số hiệu 82, độ khó đẳng cấp D, đang kết toán phần thưởng. Phần thưởng đang kết toán. Thu hoạch được vật phẩm, tinh thần thạch, âm quân phủ. Thưởng điểm kinh nghiệm 0,05%. Nhiệm vụ chủ tuyến kết toán hoàn thành. Kết toán xong, sau 10 phút rời khỏi linh cảnh. Hạ Hầu Ngạo Thiên mở hòm đồ, xem xét hai vật phẩm, đều là tài liệu cấp chúa tể phẩm chất thấp. Phó bản độ khó thấp ban thưởng, cơ bản đều là tài liệu. Những tài liệu này tác dụng cũng rất đơn nhất, luyện chế đạo cụ cùng tiêu hao phẩm. Chế tác tiêu hao phẩm còn tốt, xác suất thành công cao, nếu là luyện chế đạo cụ thì hơn phân nửa ném xuống nước. Luyện chế đạo cụ tỷ lệ thất bại cực cao. Một bên khác, Trương Nguyên Thanh ở sau khi nghe bên tai truyền đến tiếng linh cảnh nhắc nhở, lập tức lấy ra viên đan dược, chờ đợi dấu ấn trên trán sáng lên. Mười mấy giây sau, trên trán nóng lên, dấu ấn hiển hiện, một luồng nhật chỉ thần lực yếu ớt đến gần như không thể phát giác tràn vào trong cơ thể. 0,01% điểm kinh nghiệm, ít đến mức có thể bỏ qua không tính. Trương Nguyên Thanh lập tức nuốt vào viên đan dược. Viên đan dược vào miệng lập tức tan, chuyển hóa thành thái âm cùng tinh thần chi lực, nguồn. Linh lực này mặc dù yếu ớt, nhưng Trương Nguyên Thanh kinh ngạc phát hiện tế bào của mình ở sau khi cắn nuốt nguồn lực lượng này, tổng lượng linh lực tăng lên, cũng cố hóa. Loại cảm giác này hắn rất quen thuộc, mỗi lần vượt qua phó bản, điểm kinh nghiệm tăng lên, đều sẽ tăng lên hạn mức cao nhất, trở nên càng thêm cường đại. Phương án của Hạ Hầu Ngạo Thiên thành công rồi. Bọn họ thành công lợi dụng lỗi hệ thống cơ chế linh cảnh, nghiên cứu ra phương pháp lách qua thẻ nhân vật, không vào phó bản cũng có thể nhanh chóng tăng lên. Bộ phương án này nếu công bố ra ngoài, Hạ Hầu Ngạo Thiên học thuật thành công quả thực phải chấn động thế giới. Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, đếm ngược kết thúc, hắn rời linh cảnh. Tòa thành phế tích tràn ngập khói lửa, địch thái mặc áo giáp màu bạc tung người lao lên, hướng về phía trước bổ ra hào quang màu đồng thau khó có thể khống chế. Quái vật biến dạng dọc đường ở trong hào quang tan vỡ thành mảnh nhỏ, thân tàn thịt nát bịch bịch rơi xuống, máu đỏ thẫm tràn ngập ra. Lúc này, trong lòng của hắn phát hiện, đặt dọc trường kiếm kỵ sĩ ở trước người, mở ra bức tường thủ hộ. Một giây sau, chùm sáng hóa đá, khói độc ngưng tụ mũi tên, đao gió mâu xét các loại công kích như mưa rào đánh về phía hắn. Vách tường đồng thau nặng nề sừng sững bất động. Đột nhiên, một làn khói độc tựa như tìm được lỗ thủng, lượn lờ xuyên thủng bức tường đồng thau, bay về phía địch thái.
sắc mặt của hắn lập tức trở nên xanh đen, mắt vằn vện tia máu. Khóe miệng Địch Thái có chút co giật, cưỡng ép trấn áp thống khổ khói độc mang tới, cao giọng nói, ta lấy danh nghĩa kỵ sĩ tuyên bố, quy tắc trận chiến đấu này là không thể ít đánh nhiều. Sau đó, hắn giơ lên kiếm kỵ sĩ, trầm giọng nói, người vi phạm quy tắc, xứng đáng nhận phán quyết. Trường kiếm bỗng nhiên chém xuống, phân tán ra mười mấy luồng kiếm quang màu đồng thau, trong bóng tối tiếng kêu thảm thiết nổi lên khắp nơi. Mà lúc này, độc tố trong cơ thể Địch Thái phân giải hết, hóa thành mồ hôi màu tím bài tiết ra ngoài cơ thể. Địch Thái cầm kiếm xông vào quân địch, ở trong phế tích nhảy lên, ba cua, vung kiếm. Gặp được chúa tế lạc đàn liền giết, gặp chúa tể vây thì chạy trốn. Thủ đoạn công kích của kỵ sĩ mặc dù đơn nhất, nhưng kiếp sống nhà sư khổ hạnh giai đoạn siêu phàm, tạo ra cho bọn họ một thân thể cực kỳ chịu được khổ nhọc cùng sức nhẫn nại mạnh mẽ đối với thống khổ. Như là cỗ máy giết chóc trên chiến trường, vết bẩn trên áo giáp màu bạc bị máu tươi tẩy đi, lại lần nữa dính bẩn, lại bị máu tươi tẩy đi. Không biết qua bao lâu, khi cơ bắp cánh tay hắn co rút, dần dần không cầm được kiếm, đại quân biến dị rốt cục rút lui. Hắn chống kiếm, đứng trên phế tích, thở dốc từng hơi, hơi nóng từ khe hở áo giáp bốc lên. Chương 2938, Bảo tàng ước hẹn 1. Địch Thái nhìn quanh bốn bề, nhìn thấy mấy kỵ sĩ cũng mặc áo giáp màu bạc, lác đác đứng ngạo nghễ chiến trường. Thành, viên kỵ sĩ đoàn đã không đủ 10 người. Sự phát triển của cậu khiến người ta mừng rỡ. Thanh âm trầm thấp từ nơi xa truyền đến. Địch Thái nghiêng đầu nhìn lại, người tới người mặc áo giáp màu vàng óng, cầm trong tay một thanh trọng kiếm, khoảng 40-50 tuổi, có một đôi mắt màu lam cùng râu quai nón rậm rạp. Thủ lĩnh kỵ sĩ đoàn, thánh kỵ sĩ Simon Rodney, một trong ba đại bán thần của giáo đình. Địch Thái cố gắng thở đều, cúi đầu khom người, là ngài dạy dỗ tốt. Trong một tháng thời gian, chiến lực của Địch Thái tăng vọt, trừ thể phách, năng lực cận chiến tăng cường trên diện rộng, chế định quy tắc, phán quyết, bức tường thủ hộ đều có nhảy vọt về chất. Thân thể cấp 7, chiến lực tiếp cận cấp 8. Tất cả cái này đều bởi vì quyển bí tịch kia ngài hội trưởng tặng cho. Đương nhiên, đạt được bí tịch chỉ là bắt đầu, nguyên nhân chủ yếu nhất là Địch Thái có tinh thần cộng hưởng, hắn truyền thụ bí tịch cho tất cả kỵ sĩ của kỵ sĩ đoàn, bao gồm thánh kỵ sĩ. Nói cho mỹ miều, đồng sinh cộng tử, tài nguyên cùng hưởng. Thánh kỵ sĩ tự nhiên không cần bí tịch loại vật này, nhưng rất thưởng thức tinh thần kỵ sĩ của Địch Thái, mấy ngày liên tiếp, chỉ đạo nhiều hơn đối với hắn. Mà những kỵ sĩ đạt được bí tịch kia, ở trong thực tiễn hoặc nhiều hoặc ít đều có cảm ngộ, Địch Thái mỗi lần đánh giặc xong, sẽ kéo các kỵ sĩ cùng nhau thảo luận, chia sẻ tâm đắc. Tất cả đều đang làm công cho hắn. Có nhiều kỵ sĩ tinh anh như vậy chia sẻ tâm đắc, tu vi của hắn tiến bộ thần tốc, rốt cục gắng gượng qua ngày cuối cùng. Cậu cần phải đi rồi. Thánh kỵ sĩ trầm giọng nói, trận chiến này mặc kệ kết cục như thế nào, đều nhất định phải có người đi, truyền thừa kỵ sĩ không có khả năng đoạn tuyệt. Cậu là có thiên phú nhất trong tất cả kỵ sĩ. Địch Thái vốn nên vui vẻ, nhưng hắn nhịn không được ngoái nhìn, đảo qua đồng bạn kề vai chiến đấu ròng rã một tháng, đảo qua chiến trường đã từng nhiều lần dãy giụa bên bờ sinh tử. Trong lòng, bỗng nhiên có loại cảm xúc bi tráng khó tả tràn ngập. Hy sinh là số mệnh của kỵ sĩ. Hắn nhìn thánh kỵ sĩ, nói ra lời răn mình sử dụng nhiều năm. Thánh kỵ sĩ trầm giọng nói, hy sinh ở chỗ này là số mệnh của chúng tôi, nhưng không phải của cậu. Đi đi, bảo vệ truyền thừa kỵ sĩ, cậu sẽ tìm được chiến trường thuộc về cậu. Ở nơi đó chiến đấu, ở nơi đó hy sinh. Địch Thái trầm mặc hồi lâu, im lặng quay người, không nói một lời rời đi. Bóng người của hắn dần dần đi từng bước, cuối cùng biến mất không thấy nữa, tựa như chưa bao giờ xuất hiện. Hắn trở về biệt thự Vịnh Phó Gia. Trong thư phòng, Phó Thanh Dương cầm điều khiển từ xa, đổi ảnh PowerPoint ở trên màn vải. Bình thường mà nói, liên tục đánh hạ phó bản độ khó cao, gánh nặng quá lớn đối với tinh thần cùng thân thể chúng ta. Nếu không chú trọng nghỉ ngơi làm việc có hạ độ, dễ dàng lật xe ở thời khắc nào đó. Phó Thanh Dương nghiêm túc mà lạnh lùng, đây là tuyến đường tấn thăng của nguyên soái năm đó, cậu có thể xem. Trương Nguyên Thanh trên ghế salon đưa ánh mắt về phía màn vải. Bản đồ thăng cấp của nguyên soái là lấy B làm chủ, A làm phụ trợ, trong lúc đó xen lẫn phó bản CD dùng để nghỉ ngơi, buông lỏng. Đến đoạn cuối tuyến đường thăng cấp,
mới xuất hiện hai cái cấp S, cuối cùng nhảy vọt trở thành bán thần. Số lượng phó bản của con đường này, cả thảy 21 cái. Trương Nguyên Thanh nhún nhún vai, quả thực cần làm việc nghỉ ngơi có hạn độ. Ma Nhãn, Hạ Hầu Ngạo Thiên cùng Chỉ Sát Cung Chủ đều từ chối tham gia phó bản cấp A nữa. Lão đại, anh còn được không? Phó Thanh Dương mặt không biểu cảm nói, cậu vẫn được, tôi liền không có vấn đề. Bớt đê, tâm tình của anh nói cho tôi biết, anh đang kháng cự vào phó bản. Trương Nguyên Thanh nói thầm trong lòng. Phó Thanh Dương lạnh lùng nói, nét mặt của cậu nói cho tôi biết, cậu đang giễu cợt tôi. Hề hề, tôi cũng có thủ đoạn phản chế thuật quan sát. Trương Nguyên Thanh nói, phó bản nhiều người chưa chinh phục của Bạch Hổ binh chúng, số lượng không nhiều, mấy cái còn lại đều là linh cảnh một người, lão đại anh vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Bây giờ tổ chức quan phương, thế gia linh cảnh đều đang chuẩn bị chiến đấu. Tôi nghe Tạ Linh Hy nói, các chúa tể của Tạ gia không quản ngày đêm luyện chế sinh mệnh nguyên dịch, Hạ Hầu Ngạo Thiên cũng nói. Quan phương cho học sĩ gia tộc một khoản tiền vốn kếch xù, yêu cầu bọn họ trong vòng 3 tháng, chế tạo lượng lớn đạo cụ thánh giả cùng siêu phàm. Đây là mang vốn liếng đều quăng vào chế tạo vũ khí. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, những động tác này của quan phương không phải là vì khiêu khích cân bằng giữa trận doanh, mà là phòng bị lần sau điểm đạo đức biến mất. Thành viên quan phương tầng trung tầng thấp trang bị càng tốt, xác suất công dân bình thường sống sót càng cao. Trận doanh quyết chiến thật sự, linh cảnh hành giả tầng trung tầng thấp không có ý nghĩa lớn, chúa tể cũng chỉ là đầy tớ thôi. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2939, Bảo tàng ước hẹn 2. Nếu bàn về thực lực tầng trung tầng thấp, quan phương khẳng định là treo lên đánh trận doanh tà ác, không phải vậy lấy cái gì giữ gìn xã hội ổn định. Giai đoạn chúa tể, quan phương mạnh hơn trận doanh tà ác, nhưng không cách xa. Chỉ có cấp độ bán thần, trải qua phong lôi song thần ngủ say, trận doanh thủ tự một hơi tổn thất hai vị bán thần cấp 11. Mà trận doanh tà ác có tu la, có thần linh trốn ở trong tiểu thế giới. Thật đánh nhau, thắng thua khó liệu. Đây cũng là nguyên nhân quan phương bức thiết muốn nâng đỡ tinh thần chi chủ đăng đỉnh ngai báu Thái Dương. Trương Nguyên Thanh kéo đề tài trở lại, nói, cho nên, lão đại là muốn tôi bắt trước nguyên soái. Phó Thanh Dương lắc đầu, không, nữ nhân kia có cái gì đáng bắt. Trước, cậu cần chính là phá kỷ lục của cô ấy. Hắn nhấn điều khiển từ xa, đổi hình ảnh, một bản đồ thăng cấp mới xuất hiện. Trương Nguyên Thanh tập trung nhìn vào, khá lắm, tất cả đều là cấp A cùng cấp S, phó bản cấp B chỉ là tô điểm, là sân bãi nghỉ ngơi. Phó Thanh Dương nói ra, kỳ thật, độ khó của Vong Quốc Chi Quân cùng Thục Sơn Nam Uyển, một bộ phận ở linh cảnh xảy ra lỗi hệ thống, một bộ phận ở tôi. Nếu như cậu vào phó bản một mình, cấp A độ khó sẽ không cao như thế. Nguyên Thủy, thực lực của cậu đã sớm vượt qua phần lớn chúa tể cấp 7. Mặt khác, cậu còn có tam tài đan con đường này, cậu bây giờ điểm kinh nghiệm là 50%, nếu như có thể tăng điểm kinh nghiệm lên tới 90% trở lên. Như vậy, cơ chế ghép linh cảnh sẽ xảy ra lỗi hệ thống, phó bản cấp A phân phối cho cậu, đối ứng là cấp 7 trung kỳ. Mà thực lực thật sự của cậu là cấp 7 hậu kỳ. Cậu sẽ vững vàng xử lý được phó bản cấp A. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một chút, cho nên, việc cấp bách là đi săn một vị thần Nhật Du, như vậy mới có thể áp dụng phương án thăng cấp của lão đại. Như vậy, đi săn ai đây? Thần Nhật Du của Thái Nhất Môn khẳng định không được. Thần Nhật Du hoang dã so với gấu trúc hoang dã còn quý hơn, căn bản tìm không thấy. Trên đạo nghĩa, thần Nhật Du có thể yên tâm thoải mái săn giết là các hộ pháp của ám dạ mân côi. Nhưng dưới thái âm phù hộ, những hộ pháp này không tự mình đi ra, quan phương căn bản không tìm thấy. Phó Thanh Dương suy tư, nói, cho dù có thể tìm được, âm thầm săn giết bọn họ cũng rất nguy hiểm, dễ dàng bị Linh Thác thiết lập bố cục áp chế ngược lại. Linh Thác hẳn là ở trong linh cảnh, vô tâm chú ý bên ngoài. Lấy năng lực thôi diễn của thái âm chi chủ, có lẽ đã sớm tính ra, không thể loại trừ khả năng sớm bố cục. Chẳng qua, Linh Thác trong linh cảnh, ý nghĩa không cách nào đưa tay đối phó chúng ta. Lấy thực lực của chúng ta, nếu như bị chúa tể cấp cao trận doanh tà ác vây công, cũng sẽ tổn thất nặng nề. Nếu mời hội trưởng ra tay, dễ dàng dẫn phát bán thần chiến, đánh vỡ cân bằng bây giờ.
không nhất định sẽ dẫn phát bán thần chiến, cậu cảm thấy năm vị minh chủ sẽ giúp hội trưởng. Hai bên đã sinh ra hiềm khích, trừ phi hắn giao ra mảnh vỡ la bàn quang minh. Hai người thảo luận, dần dần trầm mặc. Săn giết thần Nhật Du của ám dạ Mân Côi, độ khó quá cao, không cách nào xuống tay. Cách mấy chục giây, Phó Thanh Dương trầm ngâm, nói có lẽ có thể ủy thác Triệu trưởng lão, Tôn trưởng lão vào phó bản Thái Nhất Môn, bắt một thần Nhật Du ra. Trên mặt Trương Nguyên Thanh không thấy vui mừng, lắc đầu nói muốn đưa nhân vật trong phó bản đến hiện thực, chỉ có một biện pháp, chính là biến hắn thành tài liệu, thi thể cũng coi như tài liệu. Sinh mệnh tươi sống không cách nào mang ra khỏi phó bản, bằng không, cao thủ cấp, chúa tể của các tổ chức lớn đã sớm kín người hết chỗ. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, cậu quên Ngân Giao quận chúa làm sao tới rồi đúng không? Mắt Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên sáng lên. Ngân Giao quận chúa chính là NPC quan trọng trong phó bản, nhưng bị Tam Đạo Sơn Nương Nương đánh tan vách ngăn linh cảnh, đưa vào hiện thực. Lão Mõ là đặc thù, nàng là boss cao cấp trong linh cảnh, bản thân chính là một bộ phận của linh cảnh. Nhưng rất nhanh, hắn phủ định đề nghị của Phó Thanh Dương lấy cấp bậc của Nương Nương, lúc trước có thể ảnh hưởng phó bản thần Dạ Du giai đoạn siêu phàm. Tăng lên đẳng cấp độ khó phó bản, đưa Ngân Giao vào hiện thực cũng không có gì khó khăn. Nhưng thần Nhật Du không phải thần Dạ Du có thể so sánh, đưa một chúa tể thoát ly linh cảnh, không nói đến có thể làm được hay không. Cho dù có thể, cô ấy cũng sẽ chịu cắn trả đáng sợ, tựa như ngài hội trưởng không dám trực tiếp cứu địch thái thoát ly phó bản. Bản thân Nương Nương rất kháng cự đối với hành vi lợi dụng tà thuật của hắn, huống chi, lão Mõ có ý tranh đoạt ngai báu Thái Dương chi chủ. Quả quyết sẽ không ở loại thời điểm này, mạo hiểm bị linh cảnh cắn trả, thay hắn bắt một vị thần Nhật Du ra. Chương 2940, Bảo tàng ước hẹn, 3. Phó Thanh Dương không nói, hai người lần nữa trầm mặc, tự hỏi mục tiêu lý tưởng. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động trong túi quần Trương Nguyên Thanh kêu lên, lấy ra xem, người gọi tới, kỵ sĩ đơn truyền. Địch Thái chinh phục phó bản cấp S rồi. Trương Nguyên Thanh mừng rỡ, lập tức kết nối điện thoại. Thấy rõ biểu hiện cuộc gọi tới, Phó Thanh Dương cũng nhíu mày. Mạng cũng thật lớn nha, còn tưởng anh nhất định phải chết. Trương Nguyên Thanh cười trêu chọc. Địch Thái nghe vậy, cười khẩy một tiếng, phong cách nói chuyện hoàn toàn như trước, không những chưa chết, còn thần công đại thành, một tay có thể đánh ba thần Nhật Du cấp 7. Tôi thuận lợi lên tới cấp 8, hơn nữa thu được truyền thừa kỵ sĩ hoàn chỉnh. Có thể thử mở ra kho báu giáo đình, khống chế món vật phẩm chí cao vô thượng kia nghề nghiệp kỵ sĩ. Rốt cuộc có thể mở ra bảo tàng giáo đình. Trương Nguyên Thanh không khống chế được trở nên kích động, máu trong cơ thể lặng yên sôi trào. Có hai bảo tàng khiến tâm hắn tâm niệm niệm, một cái là bảo bối ma quân giấu ở trong kho báu vũ hóa tiên môn, một cái là di sản sau khi giáo đình hủy diệt. Nhất là thứ sau, dựa theo lịch sử hắn biết, giáo đình mặc dù hủy diệt, nhưng một vật phẩm bán thần của phong pháp sư, một vật phẩm bán thần của kỵ sĩ còn chưa bị minh ước tự do đạt được. Giáo hoàng sau khi biết đại thế đã mất, mang đại bộ phận vốn liếng của giáo đình, bao gồm hai vật phẩm bán thần giấu vào kho báu. Chỉ để lại bản đồ cùng mảnh vỡ chìa khóa. Lúc đó đại khu thứ nhất không có chúa tể cấp cao, bán thần nghề nghiệp hư không, kho báu giáo đình từ đó bảo tồn lại. Đến hôm nay, ngài hội trưởng vẫn tìm, không thấy vị trí kho báu. Địch Thái thản nhiên nói, tôi ở công viên sông Hudson, New York chờ cậu, đặc biệt nhắc nhở, tôi chỉ tiếp nhận cậu và hội trưởng hai người, người khác không có tư cách vào kho báu giáo đình. Trương Nguyên Thanh nhìn Phó Thanh Dương một cái rồi nói, không có vấn đề, tắm rửa sạch sẽ chờ tôi. Cúp điện thoại, hắn mặt mày tỏa sáng, lão đại, trong kho báu giáo đình, rất có thể có bộ kiện của bộ trang bị lôi thần, nếu có thể gom đủ bộ trang bị này, phó bản cấp S9 tôi cũng dám vào. Hành động săn giết hộ pháp ám dạ Mân Côi cũng càng thêm ổn thỏa. Hơn nữa, trong kho báu giáo đình tất nhiên còn có đạo cụ khác. Có thể gom đủ bộ trang bị mà nói, luyện chế tam tài đan liền có thể trì hoãn. Phó Thanh Dương gật gật đầu. Luyện chế tam tài đan cần một vị thần Nhật Du, săn giết thần Nhật Du của ám dạ Mân Côi, phải đợi thời cơ, không có khả năng sốt ruột. Nóng lòng cầu thành, dễ dàng bước vào cái bẫy của trận doanh tà ác. Cáo biệt Phó Thanh Dương, Trương Nguyên Thanh tiến vào Dạ Du, cưỡi gió bay trở về nhà bà ngoại, gõ cửa nhà cậu rầm rầm. Mợ Mặc Đổ Mặc ở nhà mở cửa, đón cháu trai vào nhà. Trong phòng khách,
Cậu cầm trong tay một chai bia, trong loa phát ra rock and roll nước ngoài tràn đầy sống động, trong tivi internet là múa lắc vai trước đây ít năm rất lưu hành. Cậu lắc rồi lắc, như lão lưu manh sốc nổi phù phiếm. Nguyên tử, uống trà hay gì? Mợ hỏi. Không cần ạ. Trương Nguyên Thanh từ chối mợ, nhấc chân nhảy, lắc bả vai, gia nhập vào bên cạnh cậu. Mợ thấy thế, thở dài thườn thượt, nhắm mắt làm ngơ tiến vào phòng ngủ. U, Nguyên tử vô dụng, bộ dáng rất cao hứng, nói một chút xem gặp được việc vui gì. Cậu mở mồm bắn một đoạn rap. Ồ, cháu dẫn Hạ Hầu Ngạo Thiên đi thăng cấp, một phó bản rất kích thích, chỗ đó là nghĩa địa, cháu cũng phi thường có năng lực, nắm đấm dạy chúng nó chân lý. Có Giao Quang tiểu tỷ tỷ, chủ động cởi áo tháo thắt lưng, cũng dâng lên công pháp, cháu không cho cô ta một đồng nào. Mới từ phó bản về đến nhà, kỵ sĩ đơn truyền đến làm nhảm, huyên thuyên một đống lớn, chỉ mặt gọi tên cháu với cậu đi. Trương Nguyên Thanh làm một đoạn, hồi báo hoàn tất. Bả vai cậu lắc rồi lắc, cũng muốn làm một đoạn dài như vậy, nhưng nghẹn cả buổi chưa bật ra được, đành phải nói chuyện bình thường, nói, trùng hợp như vậy. Cháu vừa cần phương pháp nhanh chóng thăng cấp, nó liền đến. Cháu cầu sư tôn dịu dàng hiền lành, xinh đẹp động lòng người, thanh lệ thoát tục cải tiến đan phương. Trương Nguyên Thanh nói, phiên bản ban đầu quả thực có vấn đề, nhưng bây giờ không còn nữa. Cậu nghe một chút, liền yên lòng, quay đầu hướng về phòng ngủ hô, vợ ơi, Nguyên tử hẹn anh ra ngoài chơi, anh ra ngoài một chút. Trong phòng ngủ truyền đến mợ đáp lại, tôi nhớ về ăn cơm. Ok. Cậu ấn bả vai cháu trai, biến mất khỏi phòng khách. Trương Nguyên Thanh tựa như tiến vào không gian thông đạo, tối tăm thâm thúy, trong tầm mắt không nhìn thấy bất cứ ánh sáng nào, bất cứ cảnh vật gì. Một giây sau, sông Hát Sơn chậm rãi chảy xuất hiện ở trước mắt, mặt sông thổi tới gió mạnh, phía sau là công viên xào xạc, phía trước là mặt sông rộng lớn, tàu chở hàng cỡ lớn ung dung lướt qua. Lại quay đầu nhìn, cậu đã mặc áo vest quần tây màu đỏ thắm, đeo mặt nạ bạc. Các bạn vừa nghe xong tập 294 của bộ truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.